Sau hơn 2 năm bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, ngành du lịch Quảng Ninh đã có mức tăng trưởng ấn tượng với những con số thần kỳ mà trước đó tưởng như rất khó để chạm đến. 10 tháng năm 2022, Quảng Ninh đón gần 10 triệu lượt khách. Tốc độ tăng trưởng ngành du lịch dịch vụ ước trên 14,35%, đóng góp quan trọng vào tốc độ tăng trưởng chung 10,21% của tỉnh. Trong đó, riêng thành phố Hạ Long, trung tâm du lịch lớn nhất của Quảng Ninh, nơi có di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long, đã đón 5,7 triệu lượt khách, bằng 104,4% kịch bản tăng trưởng của năm 2022. Doanh thu từ du lịch ước đạt 10.249 tỷ đồng, tương đương với 415% so với cùng kỳ năm trước. Bằng việc xây dựng một điểm đến đa dịch vụ, du lịch Quảng Ninh khắc phục tính mùa vụ, phát triển du lịch bốn mùa, tiếp tục gặt hái được nhiều kết quả tích cực trong những tháng cuối năm. Đến với Hạ Long mùa thu đông này, du khách tiếp tục được trải nghiệm một sản phẩm du lịch mới là phố đêm du thuyền, được hoạt động bắt đầu từ tháng 4 tại cảng tàu khách quốc tế Hạ Long. Phố đêm du thuyền hoạt động từ 17 đến 23 giờ hàng ngày, quy tụ gần 30 tàu đẳng cấp 4 đến 5 sao, đưa du khách vào hải trình khám phá thành phố biển Hạ Long. Du khách còn được thưởng thức không gian ẩm thực, văn hóa, nghệ thuật đặc sắc ngay trên các con tàu. Du lịch Quảng Ninh cũng như là các đơn vị hợp tác ở phía Quảng Ninh, từ nhà hàng, khách sạn, rồi các cái đội tàu, cũng như là một số các đối tác chiến lược của TST tại Quảng Ninh cũng rất là hỗ trợ nhiệt tình để làm sao đó chúng ta có được một cái hệ sinh thái về sản phẩm nó phù hợp. Chúng tôi đang có cái dự kiến đưa các cái sản phẩm như là ăn tiệc trên bãi biển, hay là đánh cá cùng với người dân, hay là cùng trải nghiệm các cái hoạt động ở trên các cái làng chài rất là hấp dẫn. Đặc biệt là với mùa thu của Hạ Long thì cảnh bình minh và hoàng hôn trên vịnh rất là tuyệt vời, thì thông qua các cái du thuyền nghỉ đêm chúng tôi sẽ tổ chức các cái tiệc vào những cái khoảnh khắc đó cho du khách. Bên cạnh đó, vào dịp cuối tuần, du khách còn được thưởng thức show đêm nhạc trên thông, mô hình sân khấu ca nhạc nhẹ với sự tham gia biểu diễn của các ca sĩ nổi tiếng trong nước được tổ chức tại cảng tàu khách quốc tế Hạ Long. Với một cách làm sáng tạo, bài bản, chu đáo, đêm nhạc trên thông đã thực sự là sản phẩm du lịch hấp dẫn du khách khi tới Hạ Long. Nhằm khai thác thế mạnh địa phương, nhiều sản phẩm du lịch gắn với đặc trưng riêng có của địa phương đã được Quảng Ninh chú trọng. Hàng loạt khu, điểm du lịch biển đảo của Quảng Ninh đã được hàng chục vạn du khách trong và người nước ngoài lựa chọn. Điển hình như Quan Lạn, Minh Châu, huyện Vân Đồn hay Trà Cổ, thành phố Móng Cái, huyện đảo Cô Tô. Tại Cô Tô, 10 tháng năm 2022 đón trên 200.000 lượt khách, 275.800 ngày lưu trú, tăng 3,6 lần so với cả năm 2021, doanh thu ước đạt hơn 400 tỷ đồng, tăng 377,6% so với cùng kỳ. Kể từ khi mà cái du lịch ở Cô Tô phát triển ấy, thì trong 3 năm nay thì chúng tôi đã có hiệp hội du lịch. Du lịch trở thành một cái cầu nối giữa những người làm du lịch, làm nghề tại địa phương với chính quyền địa phương và hỗ trợ địa phương trong công tác quản lý du lịch cũng như là tham mưu cho địa phương về quản lý du lịch địa phương lẫn là cái quy hoạch cũng như là cái phát triển dịch vụ và hỗ trợ những cái cá nhân, những cái hộ kinh doanh mới họ tham gia vào thị trường để làm sao họ không bị thụt lùi trong cái bước phát triển tiếp theo của Cô Tô khi mà các cái nhà đầu tư lớn họ ra đây hoặc là cái đầu tư từ đất liền ra đây mạnh hơn. Với những con số biết nói và không khí sôi động ở nhiều tuyến điểm du lịch đã cho thấy sự hồi phục ngoạn mục của du lịch Quảng Ninh trong trạng thái bình thường mới. Sự phục hồi này có được từ nhiều nguyên nhân, trong đó trước hết là do Quảng Ninh đã sớm chủ động chuẩn bị để đón sóng du lịch sau đại dịch COVID-19. Cụ thể, ngay từ đầu năm 2022, Sở Du lịch Quảng Ninh đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành chính sách về kích cầu phát triển du lịch, xây dựng kế hoạch xúc tiến quảng bá du lịch. Trong năm, tỉnh tổ chức khoảng 70 sự kiện lớn để quảng bá thu hút du khách như Carnival, liên hoan ẩm thực, hoạt động chào đón SEA Games, lễ hội áo dài, áo tắm. Chúng tôi muốn dành sự cảm ơn đến ban tổ chức SEA Games 31, nhất là tại Quảng Ninh. Từ sinh hoạt, tập luyện đến thi đấu, các bạn đã dành cho chúng tôi những điều kiện tốt nhất, rất chuyên nghiệp. Thực tế, trước thời điểm mở cửa chính thức 15 tháng 3, Quảng Ninh đã sẵn sàng các điều kiện và phương án chào đón du khách trở lại. Tỉnh tiếp tục duy trì áp dụng chính sách giảm 50% phí tham quan Vịnh Hạ Long, Bảo tàng tỉnh và khu di tích Yên Tử đến hết tháng 6 năm 2022. Ban hành chương trình kích cầu du lịch với 65 sự kiện văn hóa thể thao cấp tỉnh và địa phương, chuẩn bị chu đáo cho SEA Games 31. Ngày Quốc tế Yoga và Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 9 năm 2022.
Việc chủ động xây dựng chương trình thu hút khách du lịch năm 2022 là cơ sở để hiện thực hóa mục tiêu của Quảng Ninh là đón 10 triệu khách, trong đó có 1,5 triệu khách quốc tế. Chúng tôi đã có khoảng thời gian tuyệt vời. Tôi nghĩ là Hạ Long là nơi mà mọi du khách quốc tế nhất định phải đến ở Việt Nam. Người Ấn Độ sẽ rất thích khung cảnh thiên nhiên tuyệt diệu ở đây. Nói về kế hoạch trong tương lai thì chúng tôi sẽ tạo thêm các sản phẩm và chương trình cho khách du lịch đến Vịnh Hạ Long và mở bán trong thời gian tới. Bên cạnh đó, sự phục hồi mạnh mẽ của du lịch tỉnh Quảng Ninh còn đến từ việc đẩy mạnh quảng bá và thực hiện đa dạng hóa các sản phẩm du lịch gắn với các thế mạnh của từng địa phương. Quảng Ninh đã và đang tổ chức hàng loạt các sự kiện văn hóa thể thao du lịch trong năm 2022, tập trung vào cao điểm mùa hè với các sự kiện tiêu biểu như lễ hội Carnival Hạ Long 2022, lễ hội áo dài, liên hoan ẩm thực, liên hoan xiếc quốc tế. Bên cạnh đó là rất nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật thể thao như chương trình âm nhạc đường phố do các nghệ sĩ trẻ thể hiện vào ngày thứ Bảy Chủ nhật hàng tuần, lễ hội âm nhạc điện tử ADM hay các đại nhạc hội, giải thể thao thu hút sự tham dự của hàng vạn du khách khán giả. Cùng với đó, nhiều sản phẩm mới khác như bay trực thăng ngắm vịnh Hạ Long từ trên cao, bay thủy phi cơ từ đảo Tuần Châu, thành phố Hạ Long đi đảo du lịch Cô Tô. Các chương trình du lịch khám phá tại Bình Liêu cũng đã gia tăng sức hút cho du lịch Quảng Ninh. Những giá trị văn hóa của cộng đồng các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện. Và năm nay thì với chuỗi các hoạt động trong tuần văn hóa du lịch Bình Liêu năm 2022 thì chúng tôi sẽ giới thiệu với du khách những cái sản phẩm du lịch mới, chợ đêm Bình Liêu, hội diễn người trình diễn trang phục dân phục đẹp nhất, chinh phục sống lưng khủng long. Và đặc biệt năm nay thì chúng tôi đang dự kiến sẽ phối hợp với câu lạc bộ dù lượn Đông Bắc để tổ chức một cái giải dù lượn quy mô toàn quốc trên địa bàn huyện Bình Liêu trong mùa thu đông này. Một lý do khác góp phần vào sự phục hồi của du lịch thời gian qua đó là tỉnh Quảng Ninh đã phát huy tốt sự đồng hành của những doanh nghiệp lớn, có uy tín, gắn với coi trọng đầu tư hệ thống hạ tầng giao thông kết nối các tuyến điểm du lịch. Việc coi trọng đầu tư hệ thống hạ tầng giao thông kết nối các tuyến điểm du lịch đã tạo ra nhiều cơ hội để du lịch Quảng Ninh thu hút thêm lượng lớn du khách. Mới đây, tuyến cao tốc Vân Đồn - Móng Cái dài 80 km đi qua 5 huyện thị gồm Vân Đồn, Tiên Yên, Đầm Hà, Hải Hà và Móng Cái đã được đưa vào khai thác, rút ngắn thời gian di chuyển đến thành phố Móng Cái. Qua trải nghiệm thì tôi thấy là từ tất cả các dịch vụ, từ dịch vụ khách sạn, đường xá và giá cả ăn uống mọi thứ đều rất là cực kỳ tốt. Và đường xá đến đây thì nay đã có cái cao tốc nên là cái tuyến đường mình đi từ cái trung tâm thành phố là từ Hạ Long đến ở đây là đến Mũi Xá Vĩ này thì cũng rất là thuận tiện mà còn nhanh chóng nữa. Quảng Ninh là một địa điểm khá là gần Hà Nội và mình có thể di chuyển khá là dễ dàng với các hệ thống đường cao tốc. Chỉ mất tầm 1 đến 2 tiếng và để đến đây và nó rất là phù hợp cho việc những cái kỳ nghỉ ngắn ngày. Có thể nói với việc rút ngắn thời gian di chuyển từ Móng Cái đến Hạ Long xuống còn một nửa, còn 1 giờ 30 phút thay vì khoảng 3 giờ như trước đây. Từ Móng Cái đến Hà Nội còn 3 giờ thay vì 5 giờ 30 phút như trước đây. Tuyến cao tốc này đã mở ra cơ hội vàng hút khách du lịch đến với thành phố biên mộng này. Cao tốc Vân Đồn - Móng Cái cũng có ý nghĩa quan trọng trong tạo điều kiện cho du khách di chuyển thuận lợi bằng đường bộ từ cửa khẩu Móng Cái tới sân bay quốc tế Vân Đồn, từ đó bay tiếp tới các điểm đến khác trong và ngoài nước. Qua đó giúp tăng tính kết nối và tăng lượng du khách đến với Móng Cái nói riêng và Quảng Ninh nói chung. Bằng chứng là khách sạn, nhà nghỉ tại Móng Cái luôn trong tình trạng kín hết phòng. Những điểm du lịch nổi tiếng như Mũi Xa Vĩ, Bãi Tắm Trà Cổ, Ngọn Hải Đăng Vĩnh Thực, Chợ Trung Tâm, Chợ Đêm, cửa khẩu quốc tế Móng Cái nhộn nhịp khách đến tham quan trải nghiệm. Năm nay chúng ta đưa vào khai thác đường cao tốc. Thế thì cái điểm nhấn của cái mùa thu đông này sẽ là một số những địa phương dọc theo cái tuyến này. Tôi nói ví dụ như là Móng Cái chẳng hạn. Rồi có thể những cái điểm mà trong vừa qua khách bắt đầu cũng quan tâm, ví dụ điểm Đầm Hà chẳng hạn. Tất nhiên là thành phố Hạ Long vẫn là điểm, phải là điểm nhấn, phải điểm hút khách. Để mà chúng ta từ đó chúng ta lan tỏa khách ra các địa phương khác. Thì Hạ Long cũng đã có chương trình, đã xây dựng chương trình Carnival Hạ Long mùa đông, rồi một loạt chương trình văn hóa văn nghệ rất là đặc sắc. Với những giải pháp mang tính chủ động toàn diện, đồng bộ, du lịch tỉnh Quảng Ninh đã có bước phục hồi mạnh mẽ với sự gia tăng cả về số lượng khách trong nước và quốc tế, cũng như về tổng doanh thu du lịch. Sự phục hồi này không chỉ cho thấy tính đúng đắn trong chủ trương đẩy mạnh phát triển du lịch thích ứng với điều kiện mới của tỉnh Quảng Ninh, mà còn là tiền đề thuận lợi để du lịch tiếp tục có những bước đột phá, khẳng định vai trò ngành kinh tế mũi nhọn, động lực phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Ninh. Trong dòng chảy của chuyển đổi số, ngành du lịch Quảng Ninh nhanh chóng bắt kịp xu hướng, triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số trong các hoạt động du lịch, xúc tiến quảng bá nhằm đem lại trải nghiệm mới, tạo môi trường minh bạch và an toàn cho du khách.
Hiện nay, nhu cầu đặt tour du lịch online, phương thức tiếp cận khách hàng, quảng bá, giao dịch, thanh toán dịch vụ đang chuyển dần sang môi trường số. Xu hướng du lịch không chạm của du khách đã trở thành sự ưu tiên hàng đầu. Vì vậy, không ít các đơn vị kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thành phố Hạ Long đã tiên phong đi đầu trong chuyển đổi số. Nhiều đơn vị du lịch triển khai mô hình không điểm chạm thông qua việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số. Du khách có những trải nghiệm du lịch mới lạ với các thiết bị và công nghệ tự động hóa, đặt các dịch vụ, phòng nghỉ trực tiếp với nhà cung cấp thông qua dịch vụ trực tuyến. Mọi thủ tục nhận trả phòng đều do du khách tự thực hiện và hoàn tất. Không chỉ trong hoạt động lưu trú, các hoạt động quảng bá xúc tiến du lịch cũng được ngành du lịch Quảng Ninh đẩy mạnh trên cơ sở tận dụng tối đa nền tảng công nghệ số. Theo đó, Trung tâm Xúc tiến Du lịch Quảng Ninh đưa vào hoạt động fanpage Thông tin Du lịch Quảng Ninh, đến nay đã có gần 30.000 người theo dõi. Trung tâm cũng lập fanpage bằng tiếng Anh, tiếng Pháp, liên tục cập nhật các hoạt động quảng bá xúc tiến du lịch, đăng tải thông tin về du lịch Quảng Ninh tới du khách trên các website YouTube, Instagram, Zalo. Cùng với đó, tỉnh triển khai cổng thông tin du lịch tại hai địa chỉ website halongtourism.com.vn và discoverhalong.com bằng cả ba ngôn ngữ Việt, Anh, Trung. Nhờ đó, du khách có thể tìm kiếm đầy đủ thông tin về điểm đến, dịch vụ giải trí, các lễ hội, ẩm thực độc đáo, cơ sở lưu trú, mua sắm cùng bản đồ số du lịch, hướng dẫn đặt phòng trực tuyến, đặt trước xe theo lịch trình, đường dây nóng hỗ trợ và phản ánh chất lượng du lịch. Bắt nhịp với xu hướng, Bảo tàng Quảng Ninh cũng xây dựng mô hình bảo tàng ảo giúp du khách trải nghiệm tham quan trực tuyến, đồng thời hiển thị trên nền tảng số Google Arts and Culture, cửa sổ đưa các giá trị văn hóa du lịch nổi trội của Việt Nam và Quảng Ninh đến với thế giới. Chỉ một cú nhấp chuột ở phần nearby, công trình văn hóa ở gần xung quanh người dùng. Trên Google Arts and Culture, hình ảnh của Bảo tàng Quảng Ninh, vị trí và website của Bảo tàng Quảng Ninh đã hiện lên. Thực sự thì cái tour Hạ Long này á, đã được đăng ký từ năm 2020 và thật sự tới năm nay mới được trở lại. Và tôi thấy rất là vui khi mà dịch bệnh đã được đẩy lùi và tất cả mọi người đã hào hứng trở lại tham quan những cảnh đẹp của Việt Nam. Không cần phải đi đâu ở nước ngoài, Việt Nam của chúng ta đẹp lắm à, mà chính đáng để mở tầm du lịch thế giới. Không cần phải đi đâu cả, Việt Nam là đẹp lắm. Trong năm 2022, ngành du lịch Quảng Ninh đã thực sự đẩy mạnh chuyển đổi số nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh, thu hút du khách, tạo môi trường du lịch an toàn tối đa. Bên cạnh đó, khuyến khích các doanh nghiệp tăng cường chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ, sử dụng các tiện ích phục vụ tốt hơn đối với người dân và du khách. Quảng Ninh chú trọng trong ứng dụng công nghệ và quản lý du lịch. Được biết, Ban Quản lý Vịnh Hạ Long đã xây dựng phần mềm tích hợp dịch vụ hành khách qua cảng tàu du lịch theo hóa đơn điện tử. Với tiện ích này, các thông tin về du khách sẽ được số hóa và lưu trữ bảo mật, thuận lợi cho công tác quản lý, tra cứu, xử lý tình huống phát sinh nhanh chóng. Không những thế, từ tháng 6, Ban Quản lý Vịnh Hạ Long thu phí vé tham quan Vịnh Hạ Long bằng Internet Banking và quét mã QR. Quảng Ninh dự kiến đưa vào hoạt động hệ thống bán vé tự động, cổng điện tử tra cứu thông tin tại cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu và cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, tạo thuận tiện cho du khách tham quan Vịnh Hạ Long. Quảng Ninh cũng đang xây dựng phương án triển khai thí điểm mô hình phố thông minh không dùng tiền mặt tại khu du lịch Tuần Châu, thành phố Hạ Long, đầu tư hơn 100 điểm phát Wi-Fi công cộng miễn phí tại các khu vực sân bay, bến xe buýt, địa điểm du lịch trên địa bàn để hỗ trợ người dân, du khách trong tra cứu các điểm đến. Cùng với đó, lắp đặt hệ thống camera giám sát ở một số hang động lớn như Đầu Gỗ, Thiên Cung và hệ thống định vị GPS trên các tàu du lịch tham quan Vịnh Hạ Long. Trong giai đoạn tới, ngành du lịch Quảng Ninh tiếp tục đẩy mạnh việc cung cấp dịch vụ du lịch thông minh như thẻ du lịch thông minh, bản đồ số du lịch, ứng dụng thuyết minh du lịch, ứng dụng du lịch trên nền tảng di động và phục vụ du khách.